Trịnh Sảng không hề bị phong sát, kết quả vừa giành quyền nuôi con với Trương Hằng. Suốt khoảng thời gian qua, showbiz vẫn mong chờ kết quả từ vụ việc tranh giành quyền nuôi con của Trịnh Sảng và Trương Hằng. Đã có quá nhiều cú tweet nổ ra, dân tình hoang mang tột độ, còn hai nhân vật vẫn không chịu đưa ra phản hồi cụ thể. Theo lịch, đáng lẽ vào ngày 20 tháng 4 đã có thông báo về việc ai sẽ giành được quyền nuôi hai đứa con, cặp đôi nhờ người để thuê là Luca và Luna. Vậy nhưng cho tới tận bây giờ, chưa có trang nào thông báo tình hình. Vậy nhưng tối ngày 25 tháng 5, một tài khoản có tên Từ Tri Hạ đã có bài viết ngắn bất ngờ kết lộ kết quả của phiên tòa thứ 3. Trên Weibo, người này viết, mọi người đừng nhắn tin nữa, tôi không còn ở Mỹ, đã sớm trở về Trung Quốc rồi. Phiên tòa lần trước chỉ là họp online mà thôi, vì tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nên thẩm phán, quan tòa và các đương sự đều được bố trí phòng họp riêng biệt. Mọi người không cần phải giúp Trịnh Sảng thanh minh gì đâu, đơn giản là vì cũng không có gì cần làm rõ, kết quả tốt đẹp nhé. Được biết, Từ Tri Hạ là một fan trung thành của Trịnh Sảng, có tới gần 140.000 lượt follower và được đánh giá là nguồn tin uy tín. Lời nói cuối kết quả tốt đẹp nhé từ Từ Tri Hạ dấy lên cuộc thảo luận lớn trên mạng xã hội. Trên thực tế, có 3 kết quả rất có thể xảy ra. Một là cả hai được quyền nuôi chung hai con, hai là mỗi người có quyền nuôi một bé, người còn lại có quyền thăm nom, ba là Trương Hằng giành được quyền nuôi cả hai bé. Ở một diễn biến khác, một tài khoản thuộc nhánh của studio Trịnh Sảng gây bất ngờ khi đổi lại ảnh đại diện và nữ diễn viên lúc nhỏ. Vì điều này mà Sinet tin rằng rất có thể nàng bối Vivi được quyền nuôi bé Luna. Trong khi đó, Sinet đang kháo nhau về việc quản điều phủ nhận ra lệnh phong sát Trịnh Sảng. Trên mạng xã hội, nhiều người truyền tay nhau một văn bản có ghi không hề có lệnh phong sát nữ diễn viên họ Trịnh. Trong văn bản cũ, phía quản điện lên tiếng gay gắt chỉ trích hành động và đạo đức của Trịnh Sảng, nhưng hoàn toàn không hề nói rằng sẽ phong sát cô. Chính vì vậy, rất nhiều người chờ đợi xem liệu rằng Trịnh Sảng có thể trở lại showbiz được hay không. Netizen nhận định rằng, dù không có phong sát thì hình ảnh cũng như sự nghiệp của Trịnh Sảng đã bị ảnh hưởng nặng nề, rất khó có thể quay lại làng giải trí. Trước đó, thông tin phiên tòa tranh chấp của Trịnh Sảng và Trương Hằng cũng đã diễn ra. Trong phiên sơ thẩm lần 2, Trương Hằng đã có nhiều sơ hở khi trả lời các câu hỏi một cách vụng về, thậm chí như đang cố gắng che giấu một điều gì khác. Còn Trịnh Sảng, cô rất quan tâm tới hai đứa trẻ, nhưng Trương Hằng đã ngăn cản không cho bạn gái cũ liên lạc với các con. Sau khi bị tẩy chay và phong sát vì lộ thông tin sử dụng dịch vụ đẻ thuê và không nhận con, Trịnh Sảng vẫn làm đại sứ công ích thanh niên hành động, truyền tải năng lượng tích cực, đồng thời nhanh chóng lật ngược tình thế trong vòng chưa đầy một tháng. Được biết trước đó, Trịnh Sảng bị Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc ra lệnh cấm hoạt động nghệ thuật trên tất cả các phương tiện truyền thông. Trên các nền tảng Internet, phong sát tuyệt đối, sự nghiệp rơi vào bế tắc, phải đối mặt với khoản tiền bồi thường lớn cho các nhãn hàng, khoản phim chịu thiệt hại. Tuy nhiên sau đó không lâu, cư dân mạng lại bất ngờ khi loạt phim của Trịnh Sảng được ấn định ngày lên sóng. Hóa ra phong sát chỉ là làm màu cho có. Theo thông tin, hai bộ phim Tuyệt Mật Giả và Chỉ Hỏi Kiếp Này Lưu Luyến Biển Xanh với sự tham gia đóng chính của Trịnh Sảng sẽ được lên sóng vào đầu nửa năm sau. Riêng bộ phim Trung Hàn Người Tình Phỉ Thúy hợp tác cùng nam diễn viên Lee Jong Suk được ấn định ra mắt khán giả vào năm 2030. Bên cạnh đó, những tác phẩm phim ảnh có sự xuất hiện của Trịnh Sảng trước đó cũng không hề bị gỡ bỏ như trong văn bản phong sát đã nói. Có vẻ như kim chủ chống lưng cho Trịnh Sảng không hề tâm thương khi bị tẩy chay mạnh mẽ như thế, cô nàng vẫn có cơ hội quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Cùng gặp bê bối nhưng Phạm Băng Băng và Lý Tiểu Lộ không may mắn như Trịnh Sảng, kế hoạch chọn đường trở lại showbiz có vẻ quá mờ mịt đối với hai mỹ nhân này.